Em chào bà con cô bác nha. Em tiếp tục cái chương trình của mạnh thường quân của anh Hòn đó. Thì em hiện tại giờ em đứng tại đình làng ở Trường Đông đó. Đây là cái đình làng này, sẵn đó em quay cho bà con mình xem đó. Thời gian qua bà con đi xe đó, không có biết cái đình làng bữa nay sửa sang lại như thế nào đó. Phương cũng tranh thủ là Phương sẽ quay ha, vô trong cái đình ha. Đây là cái cột đình nè. Thì dạ, em chào anh ạ. Dạ, chào anh. Thì em cũng hôm nay em đi cái chương trình của anh Hoàng ở Trường Đông đó, quay ủng hộ bà con mình đó. Thì lâu quá rồi bà con cũng mong đó. Thì anh có cái gì gửi đến bà con không ha? Cũng nhân dịp cái video clip của Phương nó quay này thì cũng xin đại diện bà con là cảm ơn Hoàng cũng đã tài trợ cho Phương, nó có như gọi là ủng hộ cho bà con trong cái dịp Tết này. Nói chung là của ít lòng cũng nhiều. Mình cũng xin đại diện bà con là cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Hoàng sống xe quê hương khỏe nha, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi em chào anh ha, em cảm ơn anh nhiều ha. Rồi em đi vô trong cái đình đó cho bà con xem đó. Đây là chúc mừng năm mới nha, đình treo cái bảng ở trên đó. Đây là Phương vô cái đình rồi này nè. Dạ em chào anh ạ. Chính thần nè. Dạ. Anh cho em hỏi anh tên gì ha? Nãy giới thiệu là dạ. Mình là bây giờ giới thiệu một lần nữa cho anh nhớ là hồi nãy là anh là tên E dạ. Ở xóm chợ. Dạ. Anh là coi như bây giờ là mình anh quản lý cai quản ở đây hay là sao anh? Thì nằm nói chung là cũng trong ban khánh tiết của đình làng. Dạ. Cho nên cũng có mặt hôm nay để giới thiệu em qua lăng ông lăng thần đồ đó cho biết cái đình nó như thế nào. Dạ. Dạ, giờ anh dẫn em đi chút xíu cho bà con xem ha. À đây, đây bây giờ vô đây trước anh. Đây là lăng thần đó. Đây là ông Giang. Dạ. Ông Giang bên kia là ông Võ. Dạ. Còn trong chánh điện này là thiền hiệ ông ở thần, Vinh Thần. Dạ. Đây là trong đình anh dẫn Phương vô trong cái đình đó. Dạ, đây là chánh điện ha anh ha. Đây là chánh điện của Vinh Thần. Dạ. Đó là nói chung là cũng lâu năm rồi, mái rồi nó cũng siêu sụp, cũng nhờ mạnh thường quân cũng có ủng hộ một cái gì đó để xây dựng một cái đình làng lại cho nó khang trang. Dạ. Cho nên lâu nay cũng rất là mong ước mà cũng chưa có được lắm. đây là Vinh Thần. Giang Khúc Tình Quân. Giang Khúc Tình Quân. Đây là ông Võ. Dạ. Ông Võ tất nhiên là hai ông Giang, ông Võ. Dạ. Là hai ông là đã coi trong đình là hai ông đây là chủ trì trong này là hai ông. Dạ. Giang Khúc Tình Quân á. Dạ, cái đình này xây dựng cũng khá lâu rồi ha anh ha. Nói chung là cũng xây dựng cũng gần 200 năm, mà trên 200 năm á. Dạ. Cũng cỡ đó đó. Dạ. Cột kèo đồ bây giờ cũng mục rồi ha anh ha. Cũng cột kèo đồ mái rồi nó cũng mục hết lâu rồi, mấy trăm năm rồi. Dạ. Còn đây là thiền hiền. Dạ. Tất nhiên là những tiền bối á, những dạ. Hầu lão ông lớn nhất, những mà bậc mà cha mẹ ông bè cố đồ á. Dạ. Là mấy anh hào lão đó. Dạ. Là anh tạo dựng một cái đình này. Dạ. Đó, anh tạo dựng ra anh cất một cái đình này. Dạ. Cho nên là chỗ này là thờ riêng một mình là mấy anh hào cố đó. Dạ. Cái lăng ông này có chưa? Dạ, dạ chưa anh. Chưa. À, bây giờ lưu lại. Đây là cái lăng để thờ ông. Tất nhiên là về ngư dân đó, là đánh bắt xa bờ đó là nhờ ông hộ. Cứu dân độ thế cho nên là mới thành lập một cái dinh như vậy để thờ ông trong này đó, là như vậy đó. Dạ. Cột kèo đồ bây giờ bữa nay là nó xuống cấp quá anh. À thì nói chung là nó xuống cấp trầm trọng rất là nhiều. Dạ. Còn đây là thờ những vị các bác
cũng như là những các bác mà chết sông, chết suối, chết bùi dưới bờ, nói chung là những các bác cái dông dông linh là ở ngoài đường đồ á, nó đem về đây thờ. Dạ. Là đó là dinh các bác. Dạ. Đây là phía bên này, em nhớ mấy hồi bên này là ngay chỗ đây là mỗi lần đình làm cái gì nghinh ông đó, họ làm heo ngay chỗ đâu đây nè, heo đây nè, làm đây à, chỗ đây ha. Em nhớ rồi ha, đây là chỗ làm heo. Dạ. Còn đây là phòng khách, đây là phòng khách của tiếp tân. Dạ. Đó phòng khách khi mà người ta đi làm bill mình mò vô đây. Dạ. Bây giờ cũng xuống cấp quá rồi nè. Đó, mưa rồi sao anh, mưa đồ thì nói chung là mưa đồ nó dột hết, nó dột. Dạ. Nát nữa, nó ngập luôn, mưa là nó ngập bên hết luôn. Dạ. Ồ, không có chỗ thoát ha, không có chỗ thoát luôn, từ đó nó quế. Dạ. Thấp đường nó cao, đây nó thấp. Dạ. Đây là cái mực mà vừa rồi nó bị nước là tới đâu anh, cái dấu đó, cái dấu đó là cái dấu lên lên cũng phải đó, cái dấu nó đen này nè, đó cái dắt nó hoài đó đó. Dạ. Nó lên tới đen đó đó, à ngay chỗ đó đó. Ồ. Là mình đứng ở đây. Dạ, đứng tới hông luôn, tới hông luôn. Dạ. Rồi, ở mưa là nó ngập. Dạ. Dạ. Còn cái đây là di tích lịch sử của tỉnh cấp. Dạ. Là di tích lịch sử của đình làng. Dạ. Là tỉnh cấp á. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Còn bên này là miếu mẹ nè. Dạ. Bên đây là miếu mẹ. Tất nhiên là bé tánh đồ là cũng tôn sùng gì mẹ, cũng thờ ở đây, là vừa ngũ hành, là vừa bà mẹ thủy nữa. Dạ. Là dưới nước, trên bờ đều có hết luôn. Đây là năm mẹ. Dạ. Thôi em cảm ơn anh ha, cảm ơn anh rất nhiều ha. Để em qua anh ơi, cho em hỏi ở trong đây có hai cái em mà hay thắp nhang đèn cho gia đình đó. Thì có thằng kia, cái lần. Dạ. Này. Dạ. Để em ủng hộ Mạnh Thường Quân ở sớm mình đó, ủng hộ cho hai em ha. À. Đó có thằng đó. Đây đợi em qua em gặp nó ha. Đó thì nó nóng nặng nó ít nói đâu. Dạ. Nó không được. Đây là thì chào em ạ. À. Hôm nay anh tới đình đó, có anh E nè, anh tới đình dẫn anh đình tới đình để anh quay lại cho cái đình làng cho mình, cho bà con mình xem đó. Thì em của anh cũng gặp em ở đây đó, em cho anh hỏi là em ở làng ở đây là trông coi như thế nào ha? Đó, biết dọn. Được, biết luôn. Thì nói không được, nó cứng đó. À, anh cứng ha, em ha, anh ha. Là em lấy đây bữa nhang đèn đồ rồi nó con... biết dọn cái thắp đèn rồi. Dạ dạ. Có một mình đó hả anh? Mình. À, mình nói ở này. À, cũng nghe nói là có một người nào nữa mà hai người mà. Không, có một đứa nó một đêm rồi nó ngủ đi. Ngủ rồi. Dạ vậy đó, hả? À vậy ha. Thôi bây giờ đỡ anh chơi cái anh gửi cái quà của Mạnh Thường Quân gửi cho em nha. Dạ. Rồi ha. Đây là em này cũng là trong coi đình dưới phụ với em này ha. Em hai anh em ở coi đình ở đây ha, đúng không? Dạ dạ. À vậy đó ha. Thôi bây giờ có cái anh Hòn đó, ảnh gửi cho hai em 500.000 ha. Dạ dạ. Rồi chị lấy gửi cho nó. Bây giờ chị của anh đó trao hai đứa cái phần quà 500 để hai em uống nước rồi ha. Dạ dạ. Để giữ đình rồi đó. Dạ dạ dạ. Rồi. Em cũng cho trao luôn cái phần quà cho anh E đó, 300.000 đỡ anh uống cà phê cà pháo rồi anh ha. Cái này, cái phần quà này là không nhiều anh, là cái tình cảm của bà con anh Hòn đó gửi cho anh đỡ uống cà phê cà pháo cho nó vui. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân bên đó, tất cả bà con kiều bào. Dạ. Cũng để giới thiệu qua cái lớp của đình làng. Dạ. Cũng ủng hộ cho tất cả anh em tiền uống cà phê pháo, xin cảm ơn, rất là cảm ơn. Dạ, dạ. Em chào anh ha. Dạ. Em đi chung đi hoàn cảnh khác đó. À. Em đi anh ha, anh à, cảm okay. Ơn nhiều dạ. Nha. Dạ. Dạ. Chào anh ha. Dạ. Bây giờ Phương đi ra ngoài đường, ngay chỗ đường Võ Văn Hào đó, đi hồi nãy giờ là đi trong cái đường trong rồi đó. Đó rồi giờ qua đường Võ Văn Hào nè. À, ngay chỗ chợ đó, bây giờ Phương còn trao những cái phần quà ở trong đây nữa, Phương sẽ tiếp tục đi ha. Trong đây có 3-4 hộ gì đó,
Phương sẽ đi vô trong cái con hẻm này nè. Thì cái hoàn cảnh này đó, thì bữa trước Phương cũng ủng hộ đó, nhưng mà hôm nay thì Phương cũng quay lại đó ủng hộ cho em đó. Hoàn cảnh em thì bây giờ vợ đã đi rồi, em lại bị tai biến đó, như thế này ha. Thì chào em ạ. Thời gian qua vừa rồi sao rồi? Dạ, khỏe chưa? Dạ khỏe. À vậy đó hả? Dạ giờ ở nhà cái uống lá cây mà. À uống lá cây á hả? Dạ giờ không bỏ thuốc, giờ uống lá cây, tại bệnh uống lá cây cho nó bớt mà. À vậy không đó uống hả? Thuốc nữa nghe. Trong người rồi thấy đỡ hơn lúc dạ, trước không? Thấy bình thường à. Bình thường hả? Vậy cũng khỏe rồi ha. Dạ khỏe, chiếu đi không có được. À giờ uống lá cây. Uống lá cây nha. Thì thời gian mà em như thế này là bà chị kia đây, cái chị của em đó, cái chị tên gì đó, chị nào cũng, xuống là cũng nấu ăn đồ giùm cho em chứ em nấu dạ, có sáng cũng mua đồ ăn đồ xong rồi hôm nay mình ăn thôi. À vậy đó hả? Ăn ngày quần quần nhẹ không chứ đâu có đi làm được đâu. Dạ. À, hôm nay thì anh có Mạnh Thường Quân đó gửi cho em muốn quà ha. Đó có gì chị anh ơi, chị gửi cho em nó muốn quà đi ha. 500. À 500 ha. Đây chị anh gửi Mạnh Thường Quân đó, dạ, anh Hoàng đó. Dạ. Em có nói lời gì không nè? Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em. À đừng xài Tết vậy. Dạ. Rồi ha. Rồi em nghĩ ha. À, em ơi, em cho anh hỏi đó, em là con của ai vậy? Con của ông Thịnh. Thịnh Bến Đức Đế. Thịnh Bến Đức Đế. À vậy đó hả? Dạ. Bố mẹ đồ nó cũng mất hết rồi ha. Bà mẹ mất 2 năm rồi, mới cái bản tiền rồi. Ông bố mất mất 1 năm rồi. À vậy đó ha. Bây giờ là thì chị đi giúp cho em nấu ăn nấu uống rồi ha. Dạ chứ gì, ở đây có mình. À. À vậy thôi anh đi nha. Dạ cảm ơn anh Phương. Dạ. À, chào em nha. Dạ. Bây giờ Phương cũng tới Trường Đông đó, trong cái hẻm ngay chợ đi qua đó, thì vô nhà Phạm Thị Cúc. Cô phải Phạm Thị Cúc không cô? Dạ. Có cái anh gì anh Hề đó nói cái hoàn cảnh của mình khó khăn đó, thì hôm nay thì con đi chơi quà của cho gửi quà cho bà con đó của cái anh Hoàng ở Trường Đông mình nè, nó nói hoàn cảnh cô đó khó khăn lắm, hoàn cảnh cô con cái đường sao cô? Con cái chồng thì chết rồi, con thì có thằng cha nó làm thợ hồ. Mấy tháng nay dịch Covid không có làm, thất nghiệp. Yeah. Rồi còn con gái thì nó đi làm cá, nhưng mà mấy tháng nay cảng cũng có cá luôn. Yeah. Coi như là cũng khó khăn cho nên cậu Hà mới thấy vậy á. Giúp đỡ anh. À, cô sống đây lâu chưa cô? Sống đây lâu rồi. Coi yeah. Như mấy chục năm rồi. Yeah. Còn chú làm sao rồi? Chú làm thờ hồ rồi không mất rồi. Dạ. Dạ chú tên gì cô? Dương Văn Đáng. Dạ Dương Văn Đáng hả? Ngồi xuống đi. Đó bây giờ có Mạnh Thường Quân đó gửi cho con chờ gửi cho con tiền đó, con gửi trao cho bà con đó. Bây giờ con cũng tranh thủ con đi một hoàn cảnh nó khác hả cô? Ha, cô nhận giùm con ha. Đây số tiền là 500.000 hả cô ha? Cô có nói gì giờ với Mạnh Thường Quân không nè? Bây giờ không biết nói gì ha, cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Các ngành, các giới gì mà giờ không có biết nói á. Dạ. Giờ cũng tóm tắt lại cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình được số tiền để trang trải chút đỉnh Tết. Dạ. 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 Vậy nha cô, con dạ. Đi hoàn cảnh khác đó. Dạ. Cảm ơn nhân dạ. Đẹp. Dạ. 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 Con chào cô ha. Nha. Dạ. Phương bây giờ Phương đi ra đó là phía bên trước màn hình của bà con đó là có hai hoàn cảnh ở trong cái con hẻm đây nè ở Trường Đông luôn. Dạ em chào anh ạ. Hôm nay em cũng đi tiếp tục đi trao quà đó cho những hoàn cảnh khó khăn ở Trường Đông, Trường Sơn rồi đó. Em đi cũng hồi sáng giờ rồi. Anh ơi, hôm nay chạy như thế nào rồi? Chạy mai thì được 70 với anh à. Được 70. Nhờ 3 ngày Tết nữa đi buôn bông mua đồ á. Yeah. Cũng kiếm được 70. Dạ. Mới vừa đậu á gặp anh á. Dạ.
Nhà mình ở đây cũng nóng quá ha anh. Dạ, mùa nắng là không bao giờ ngủ được, chỉ còn mùa mưa là giọt đó, anh thấy giọt trước giọt sau. Nếu có tiền thì sửa lại mà không có tiền được, không có tiền nổi, mình chạy đồng cắt rồi con cái nữa rồi đâu có tiền đâu sửa. Hồi trước nghe nói anh có nuôi hai đứa con ăn học đúng không? Dạ, một đứa học lại học 5 năm thứ nhất, còn đứa học học lớp 8 đường trường Trần cái Hương Đạo á. Dạ. Anh lo hết hả? Dạ, rồi cũng đắp đỡ, giờ cũng lấy tiền góp rồi cũng phải lo cho nó muốn mua sắm quần áo hay là vở sách đồ cũng phải lo nó chứ giờ sao? Hoàn cảnh anh bây giờ anh đã chạy xe thồ bữa có được không rồi ảnh một con một đứa đại học rồi vậy là anh cũng rất là khó khăn luôn á. Dạ cũng tới đâu tới. Anh ơi cho em đi xuống nha. Anh cứ đi. Đây là cái căn nhà nhỏ của anh nè. Đây là căn nhà của ảnh nè. Anh ơi bây giờ có Mạnh Thường Quân đó ở làng mình đó, anh Hòn đó. Tên anh gì? Gửi cho em tiền rồi em đi trao những cái hoàn cảnh khó khăn ở làng mình đó. Dạ dạ em ha? Cảm ơn. Anh Điền hả? Anh tên gì hả? Công Điền. Công Điền. Dạ ha? Công Điền dạ. Điền để chị em gửi cho anh món quà ha. Dạ dạ. Đây chị em giao cái số tiền 500 cho anh ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Thôi tôi cũng hết lời cảm ơn Mạnh Quân anh em vô lộ giúp đỡ tôi. Tôi rất quan cảm ơn. Dạ. Rất nhiều. Dạ. Anh nhận của em là bao nhiêu tiền? Dạ 500 ngàn. Dạ. Đây là 500 ngàn ha. Dạ. Rồi, mà của Mạnh Quân gửi cho anh đó. Dạ, cảm ơn vậy. Dạ, cảm ơn anh chị bên đó nhiều nha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, em chào anh ha. Dạ dạ. Bây giờ Phương cũng trong cái khu vực của này đó thì cái nhà ở bên bên cạnh của anh Công đó cũng có một cái hoàn cảnh cũng khó khăn đó. Thì có anh Hà anh nói là cái hoàn cảnh này cũng khó khăn đó. Cái cô gì hồi hôm qua cô thấy ha. Dạ con chào bà. Dạ. Trời con bà con nhớ quen lắm á. Bà khỏe không? Chị mở kéo dần cái màn sáng sáng cho em ha. Dạ. Bà khỏe không? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi không có không nhớ tuổi. Bà bao nhiêu tuổi rồi chị? Bà 8 mấy á. 8 mấy tuổi rồi hả? Gần 90 à. Gần 90 rồi hả? Dạ chị là cái gì của bà hả? Con hả? Con. Rồi chị bà ở với chị ha. Con nhà của mình cũng nhỏ quá chị. Nhỏ. Như đây thôi. Như đây ha. Ủa nhà nhỏ quá. Rồi nhà mình có dột có gì không chị? Có trời ơi có anh. Nó dột cái lợ mưa nước cái chèn vô nó nước. Gì đó. Nhà có cái xô trên kia kìa. Vậy đó hả? Cái đó là đây chứ khỏi dột cái chỗ đó ha. Dạ. Ba. Dạ. Bà ơi, có cái Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đó. Cũng ở sớm của mình luôn nè. Dạ. Đã gửi bà món quà. Ha bà ha. Bà tên gì vậy ha? Lê Thị Ánh. Lê Thị Ánh ha. Trường Đông. Trường Đông. Tổ 2 Trường Đông ha. Để con trao cái số tiền cho bà ha. Đây là đó. Cô Mạnh Thường Quân gửi cho bà 500 nghìn đó. Cảm ơn. Dạ. Gì bà nghĩ nha bà. Dạ con đi còn còn cảnh khác đó. Rồi em chào cả nhà ha. Em tổng chào hết. Dạ dạ. Dạ. Bây giờ Phương cũng đi ra rồi đó, ra cái xóm lồng đèn đó, cái xóm bên kia là cái lồng đèn xa xa màn hình của bà con đó là cái lồng đèn đó. Em chào chị à. Rồi buôn bán là sao rồi? Buôn bán ớt. Ớt hả? Ớt này ớt bất có tiền. Dạ. Là bán hoa nè. Hoa bán hoa thì bất có tiền. Dạ. Ủa chị tên gì hả? Có người á hỏi em chị là tên gì mà. Tên gì? Tên Lương. Tên Lương hả? Vâng. Hạnh Nương. Dạ. Hả? Là cái nhà chị là đang ngồi đây luôn hả? Nhà chị đây. Hả? Nhà đấy nè. Nhà đây luôn hả? Có người nhiều người hỏi là cái chị đó, chị tên gì em cũng quên luôn. Chị ơi, vừa qua nó
bông gồm cái bông gồm cho con này. Dạ. Nói có cái anh nói là cái chị mà bán chè á là tên gì? Dạ. 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 Bán ớt quá nghỉ, mình không biết này, bán ớt quá già trẻ không có làm gì được, bán tiền tiền ớt lên nước cuốn. Dạ. Bán ớt ruột rồi cũng đeo cái bánh bông nữa cho con này. Dạ. Cái chị bán chè đó, ngày trước là có một cái khán giả hỏi là chị bán chè tên gì đó, thì hôm nay chị được cũng đã nói tên đó, là cái đây là cũng căn nhà của chị luôn nè. Đó, chị cũng bán bông rồi chè rồi, hôm nay là không bán rồi, chị bán bông thôi. Thôi em đi chị nha, cái ai lên cái gì đó thì em sẽ còn gặp chị ha. Rồi em chào chị. Dạ. Em sẽ đi lên cái xóm lồng đèn đó. Có cái khán giả hỏi em là hôm nào xuống quay cái xóm lồng đèn. Thì cũng có vài hoàn cảnh ở cái xóm lồng đèn thì cũng khó khăn đó. Đây 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 đây. À chị ơi. Rồi rồi rồi. Chào cô ạ. Rồi sẵn cô đi dưới đây ha. Đỡ con hôm nay con gặp cô ở đây đó. Con trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cô ha. Cô đi đi đâu vậy? Đi chuyên hay cũng bắt nó bắt thấy nó bị chủ đường. Dạ, chủ đường ha. Rồi có Mạnh Thường Quân hay là ai gửi một thùng mì vậy? Dạ, cũng cháu. Dạ. Cháu nó cho. Dạ. Nó cho ha. Cô ơi, cô tên gì vậy cô ha? Tên Bé. Tên Bé. Trên Thị Bé. Dạ, trên Thị Bé. À, nó bị chữ luôn á, nó ăn hang mắt. Dạ. Mở luôn ở nhà. Dạ. Con nghĩa thì bé nè. Con cũng con quên tên cô đi. Không nhớ nghĩa thì bé. À, vậy là cô có phải là em của dì Búp không ha? Ờ à, đúng không? Em ông lẹ em Búp á. Dạ. Vậy đó, ha cô ha. Dạ. Giờ cô hiện giờ cô sống ở đâu? Sống ở dưới kia. À dưới kia. Dưới nhà từ đường dưới đó. À, dạ. Hai chồng ông lẹ ở với là mấy đứa con á. Dạ. Ở dưới đó. Dạ. Hôm nay thì con đi trao những quà của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho con đó. Dạ. Thì cho những người nghèo đó. Dạ, cảm ơn đây em. Đây cô cũng lụm đây lụm đây lụm dây chai nè. Ha. Lụm hồi sáng giờ hả cô? Lụm hồi sáng rồi mệt rồi. Dạ. Ấy đường. Dạ. Thôi bây giờ con trao cho cô số tiền ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, để chị con giao ha. Đây đây số tiền 500.000 ha cô ha. Dạ. Cảm ơn nên cho mấy cháu. Cảm ơn. Dạ dạ, thôi cô đi cô. Dạ, cảm ơn. Đấy, cô đây cô cũng lụm dĩ chai đó. Bây giờ về kẻ cũng đâu có làm gì được đâu. Ai cũng mắc nó lời nó thấy tự buồn. Dạ. 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 Bên đây thì có cái hàng chả ké nè. Sao em? Bữa nữa anh có ủng hộ và bê 32 hộ bị đuối rồi, cũng bị Covid á, phải không? Covid hả? Anh không nhớ nữa, anh đi lung tung à. Có cái anh này cũng bị đuối, bị ủng hộ bê 32 hộ bị đều á. Bê 32 hộ lần hả? À, bê 32 hộ rồi đó là. À, anh cũng cũng không nhớ nữa. Chắc là không phải đâu. Bữa nào có xưa anh nèo sức nèo ủng hộ cho nó ná nè. Nó cũng khổ, nó đi làm thuê làm mướn nè. Đây làm thuê hả? Chứ không phải là cho mình hả? Đây chủ nè, đi làm mướn. Đây là cái... Đây là làm mướn hết nè. Còn có mình về đây à. À vậy đó hả? Lộ khỏi danh sách, còn cho bê dưới đây nè. À vậy đó. Cũng nèo cũng khổ đi làm giờ kiếm tiền á. À vậy đó hả? À. Thôi em đi nha, có ai ủng hộ thì ủng hộ ha. Em cũng làm công đúng không? Dạ, làm công á. Đây cũng làm công luôn hả? Còn ai là chủ? Đây là chủ. Đây là chị chủ hả? Thôi em đi nha. Rồi em chào ha. Giờ tiếp tục Phương đi đó. Em chào chị à. Ê chào anh à. Anh kia tên gì ha? Đứng ra. Em chào anh à. Bữa nó gọi mà dây cái vụ thằng Đông Hở á. Dạ. Bữa mẹ em xuống sạch sàng mấy bữa nó chết mẹ nó. À vậy đó hả? Ờ bữa nó mời nhịn mày nè. Dạ. Tự nhiên người hỏi người gọi quá em đang làm. Bữa nó gọi nó là xuống ở nhà đó. Dạ.
Tại vì cái hai bữa sau nhập viện, dạ. Mấy bữa sau cũng nghèo quá, giờ mới chết được tháng mấy á. Dạ. Ngay chỗ nhà bánh căng á hả? Ờ, nhà sau đó con Nguyên á, đến con bà gái Nguyên Hầm á. Dạ, dạ. Thôi để bây giờ để em vô cái hoàn cảnh ở trong này ha. Ờ, đi ơi. Cái xóm mình là kêu bằng cái xóm Lồng Đèn đó. Ờ, Lồng Đèn là tổ 2, Trường Đông nè. À, cái đây là xóm Lồng Đèn nè. À, vô chú Mười đi, vô chú Mười nghỉ á. Dạ, dạ, dạ. Thôi em chào anh ha. Bây giờ Phương cũng đi hôm anh Hề tổ trưởng đó, ảnh cũng chỉ vô trong đây có hai hoàn cảnh ở trong đây nè. Để Phương vô cho quà đó, trước đây là có một hàng bánh căn nè. Hẳn cho có. Đây là hàng bánh căn ở Trường Đông nè. Bán đỡ không chị? Ở đúng hả? Dạ. Cái cửa hàng bánh căn mình cũng bán lâu rồi ha. Bán 30 năm rồi ha. Bán căn này là cũng bán 30 năm rồi đó. Bán 30 năm mà khổ hoài à. Khổ hoài hả? Trời ơi, bán mà sao bán 30 năm mà vẫn khổ hoài là sao? Vậy 30 năm mua bê cái nhà. Mua bê cái nhà hả? Vậy ngon rồi ha. Bán nhà lé. Bán 30 năm à. Thôi chị bán nha. Chị đi vô trong này trao hồng cảnh đó. Đây bây giờ Phương đi vô trong kia. Ngay chỗ cái xóm Lồng Đèn đó có. Hả, em chào anh ạ. Anh tên gì vậy? Hồi qua anh Hè chỉ em đó. Anh tên Cẩn. À, anh Cẩn ha. Nhà anh ở đâu ha? Dạ, em chào cô ạ. Đây là anh Cẩn, đây là căn nhà của anh nè ha. Đây là căn nhà của anh Cẩn nè. Rồi cho em vô, xin vô nhà anh chút xíu nha. À, anh có gia đình gì không? Không. À, anh sống một mình trong đây. Ô, cái nhà của ảnh này, đây là cái nhà kho chứ. Về gửi đồ ạ. À, đây hả? Anh chê cái này là anh ngủ là xong ha. Chủ yếu là ngã lưng thôi. Đây giờ cái căn nhà của ảnh này bà con ơi. Anh chê cái tạm bằng tôn đó. Anh tới nóng là cái mùa nóng sao anh ở cho nổi anh? Nóng rê hoài thì đứng chơi. Dạ. Gì đó thôi, trời nóng rồi rê ngồi ha. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm 9-60. Năm 9-60 hả? À, em nhớ anh mà. Hồi nhỏ em hay xuống nhà nội em nhớ anh mà. Nhớ anh đó, hồi trước anh đi bơi cái sổng đúng không anh? À. Cái sổng đi câu cái giò đúng không anh? À. Ha, đúng ha. Bây giờ em còn đi nhiều hoàn cảnh khác đó. Rồi em trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho anh ha, anh Hòn ha, gia đình anh Hòn đó. Rồi bây giờ để chị em trao cái số tiền cho anh ha. Đây là cái... đúng bên đây đúng. À. Sao chụp được? Đúng rồi. Đúng đây mới chụp được chứ. Đây nè, đây anh cứ nhận đi, anh cứ nhận đi. À, đây này nhận số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho anh ha. Anh có nói lời gì không nè? Này cũng xin cảm ơn anh Thường Quân. Cái gì đó, biết ơn. À. Rồi anh nghỉ ha, em để chị đi qua cái nhà bên cạnh đó. À. Rồi. Đây là nhà hồi qua anh Vương Long Đức, Vương Long Đức. Em. Anh hồi hôm qua là anh Hòn đó chỉ đó. À đây nè. À trong đây nó nhiều nhà, một miếng đất mà nhiều nhà quá chị ha. Anh Vương Long Đức à. Anh đỡ e tém nha. Chị hình như là công bán bánh căn bánh xèo vậy đúng không? Dạ. À, chị là vợ của ai? Vợ của ông Đức. À, anh Đức đâu rồi? Anh ở ngoài bè, anh treo về kia rồi, anh đi làm mướn chằng te á. Dạ. Ừ. Lùng quế đâu có ai mướn trong đây đâu, giờ đi tre thức đồ chè đi chè đồ te á. Dạ. Chiều chia. Dạ. À, vậy á. Rồi anh làm vậy mà lương đồ đỡ không? Không, ngày đó trăm ngày 70,000 à. 70,000 à. Ở đêm ở ngày luôn á. Dạ. Đâu? 70,000 à. Ừ. À, anh ở đây xe không? Xe ở quỳ ấy đảo hôm chiều về. À, chán đi chiều về hả? Ừ, anh đi vậy á. Chị đồ ngày trước chị bán xèo đúng không? À, đó. Giờ chị còn bán không? À, về giờ cũng có bé cấp tiếp làm bước vậy nuôi mấy đứa cháu à. À, mấy đứa cháu rồi ha? À, cháu ngoại đi hết trọi trơn, bả mấy cháu lại mình nuôi, hai chồng về nuôi. À, vậy đó hả? Nè. Đây là khóm Trường Đông. Khóm Trường Đông. Tổ 2 hả? Tổ 2. À, tổ 2 ha. Tổ Hè. À, dạ. Ừ. Bây giờ em có Mạnh Thường Quân gửi tiền cho em đó. Rồi em sẽ trao số tiền này cho chị ha. Rồi chị em sẽ trao nè. Rồi chị về chị trao ha. Rồi.
Rồi chị vậy, chị có nói gì cho với Mạnh Thường Quân không nè? Thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ đồ gì đó, la cho mấy cháu đồ này nọ ăn cái học nào cái chốt mà gì đó. Cảm ơn. Dạ. Ông chồng chị là tên ông Đức. Anh Đức. À, anh lùn lắm. Dạ. À, ông là lùn nhất. Dạ. Đúng rồi. Rồi em chào chị nha, cứ sớm lồng đèn ha. Chị sớm này kêu sớm lồng đèn hả chị? Dạ, sớm lồng đèn. Dạ, dạ. Rồi em chào. Rồi bây giờ Phương đi tới cái sớm lồng đèn rồi nè. À, đây là bán. Em chào chị á. Bán gì vậy? Bán đồ chay. À, bán đồ chay hả? Bán đỡ không chị? Được, bán cũng được em. À, cũng được hả? À. Còn bên đây là cửa hàng của chị luôn hả? À. Cửa hàng của chị bên đây cũng bán mấy cái đồ này. Mấy đồ bánh nhân của trang Tết á. Dạ. À, bên đây là chị đồ chay của mình làm hả chị? Mình làm á. À, chị làm hả? Cũng có, mình mua cũng có. Dạ. À, thôi em đi nha. À. Em tranh thủ đó, còn nhiều quá, em đi tranh thủ đi. À, chị tên gì chị? Chị Lan. Chị Lan hả? À. Dạ, con phải dì Lan ha. À, đúng không? Dạ. Hồi nãy em có cái dì Lan. À. Dạ. Thôi em chào chị nha. Em đi vô trong cái nhà dì Bảy đó. Đây, lồng đèn ở trên kia cũng có một cái lồng đèn treo ở đường nè. À, phía trên ngay chỗ cái cảng đó. Thì Phương sẽ đi vô trong đây ha. Chào em ạ. Đây Phương vô cái nhà dì Bảy ha, dì Bảy bán chè đó. Rồi, nó phập cái. À vậy hả, đang làm gì vậy? À là mình Tết hả? Mẹ đâu? À mẹ dì Bảy ơi. Thì vô con kia. Dì Bảy bữa nay là nghỉ bán chè luôn hả dì Bảy? Phương, con dì Tám. Con Tám Tài á. Dạ. Bữa trước nói gửi cho mấy con chè đó, con quay lại con quên nè. Có Tám Tài vậy ha? Dạ. Để Tám Phỉ em con. Dạ Phỉ. Chèn dì ngồi á, dì ngồi cái gì? Được mẹ. Rồi đứng rồi. Không gặp dì Tám chút nè. Dạ. Dì ngồi. Bạn ơi. À, bây giờ dì Bảy ở với ai vậy? Ở với con nè, con trai nè. Dạ, con dì với nó thôi chứ đâu có ai. Đâu có ai. Dạ, con giờ mấy vợ chồng ở xe hết rồi, đậu ngồi con. Dạ, dạ. Đưa đậu cho anh ngồi con. Dạ, mấy người kia là ở Sài Gòn hết hả dì? Ở Sài Gòn, con có con tẹo. Vậy, dạ. Chỗ khác, đi. Còn anh tẹo ở đâu hả dì? Nhà anh tẹo ở trên chỗ đây, chỗ nhà ông Giòn á, biết dạ. Không? Cái nhà là coi á. Dạ. Đây tối rồi cái hai đứa mày đi. Hai đứa mày đi. Người ta tới nhà lại chơi đi vô, biết vô. Vô chưa? Em được à, em còn đi cảng không? Con à, còn đi cảng hả? Cảng có. Dạ, cái cũng đi. Không có cái gì ha. Bán gì giờ cũng có bữa bán bữa không mệt. Dạ. Mệt quá. Đi dạ. Làm giờ lời đâu 50-70 ngàn cho nó vui vậy chứ. Dạ. Làm mệt quá, đó đây xích cái xôn về mà cũng mệt. Dạ. Khổ quá. Dì cũng lớn tuổi rồi. Gặp chị Tám, hồi đó mấy hôm chị Tám đi gặp á, chị trả tiền. Dạ. Chị Năm Thơm á. Dạ. À, Thơm á. Dạ. Bây giờ bác còn phỉ sao không lên được. Dạ. Dạ, dạ con, chị này dì Năm còn. Chị Năm á. Dạ. Bà Lứ kêu dạ. Bà Lứ. À, dì ơi, bây giờ có cái anh Hòn á, ảnh gửi cho bà con ở xóm mình đó dưới trường Đông trường Độ ba như vậy. Hôm nay con đi trao quà cho bà con. À. Cho gì? Ha, con à. đỡ chị con gửi cho cái phần quà của anh Hoàng cho gì ha? À, cảm ơn con. À. Đây dì dặn giùm con nè. Dì cảm ơn con. Đây là con ai? Dạ chị con á. Chị con hả? Dạ. Con bà Tài vậy luôn hả? Dạ, đúng rồi dì. Ủa? Dạ. Dạ cái chồng thì dạ, anh Thủy á. Dạ con gái lớn mà dạ. Gặp con dì cháu ơi. Mà không biết gì dạ. Gì hết dạ dì ơi dì có nói gì à? Chứ Mạnh Thường Quân gửi tiền cho dì không nè. Ai dạ, Mạnh Thường Quân á. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Có gì cũng cảm ơn cái gì ai à, Mạnh Thường Quân là được rồi ha. À, cảm ơn Mạnh Thường Quân dạ. Để giúp đỡ cho dì 500 ngàn dạ. Vậy dì cũng cảm ơn dạ. Dạ cũng cảm ơn mấy cháu luôn
Dạ. Chứ cho mà không có mấy cháu sao mà gì nè, có tiệc 500. Dạ. À, cũng cảm ơn dạ. Các cháu luôn. Dạ. Thôi về nghỉ ha, con đi hoàn cảnh khác ha. À. Thôi đi vậy. Chàng ơi, đưa dạ. Coi coi. Dạ. Lấy ra coi cái mặt. Anh đi luôn nha em. Được rồi. Phương cũng mới trao cái phần quà cho dì Bảy bán chè đó. Rồi Phương cũng ra lại cái xóm lồng đèn đó. Ở đây có hai cái chỗ treo lồng đèn đó, ở cái lồng đèn ở trên này đó là rực rỡ hơn, hình như họ có mới treo này ngay chỗ cái cảng đó. Phía bên này thì Phương cũng mấy bữa Phương cũng đã quay rồi đó, cũng một cái lồng đèn nữa. Rồi Phương sẽ tiếp tục đi những cái hoàn cảnh khó khăn ha.